steak bò hoặc là bò áp chảo nha, mình gọi nôm na là steak bò hoặc là bò áp chảo. Bò áp chảo kêu cho nó dễ ha. Thì bây giờ mình có một cái miếng bò như thế này này, một miếng bò thì mình mua trong siêu thị người ta sắt ra như thế này rồi. Thì bây giờ mình sẽ ướp gia vị vào nha. Bò mình làm steak hoặc là áp chảo thì mình ướp rất là đơn giản thôi. Mình sẽ cho vào đây một chút xíu dầu hào nha. Ướp dầu hào để cho miếng thịt của mình nó mềm và nó ngon. Mình sẽ cho vào đây một chút xíu tiêu cho nó thơm. Tiêu xay. Mình sẽ cho vào đây một chút lá hương thảo nha. Mình không có lá hương thảo tươi cho nên mình sẽ để vào đây lá hương thảo khô nha, cho nó thơm. Nếu mà có cái lá hương thảo tươi á, mình làm cũng rất là ngon. Và mình sẽ cho vào đây một chút xíu nước đường Hàn Quốc, ít thôi, để nhiều quá thì nó sẽ bị khét. Thì bây giờ mình sẽ ướp đều cái gia vị này, mình thoa đều vào mấy miếng thịt bò của mình. Và sau đó thì mình để trong khoảng chừng 30 phút. Nếu có thời gian thì mình có thể ướp qua đêm thì nó sẽ ngon hơn. Còn nếu mà không có thời gian thì mình chỉ cần 30 phút thôi hoặc 1 tiếng, 30 đến 1 phút hoặc 1 tiếng. Mình ướp đều cái gia vị cho nó thấm đều. Sau đó thì mình sẽ để cho nó thấm cái phần thịt bò này, rồi mình sẽ đem đi áp chảo nha. Hôm nay thì mình ăn kèm với steak bò cộng với lại hamburger gà nha. Hôm nay thì mình mua trong siêu thị không có hamburger bò, cho nên là hôm nay mình đổi là hamburger gà. Thì gà thì cũng tương tự như bò thôi, nhưng mà cái vị nó chắc sẽ khác hơn tí xíu ha. Thì mình sẽ bắt đầu áp chảo chiên cái phần hamburger, nướng phần hamburger gà trước. Rồi một hồi mình sẽ nướng cái áp chảo cái phần thịt bò nha. Đây, những cái miếng hamburger gà của mình nó rất là ngon nha, nó chín vàng đều và rất là ngon. Thì cái này mình làm cũng giống như hamburger bò hôm cái video clip trước vậy đó, tức là mình cũng áp chảo, và mình khi mình áp chảo mình không có để dầu gì hết, đó là cái nước mỡ nước dầu từ trong cái hamburger nó chảy ra, nó tiết ra ha, nhìn rất là ngon và hấp dẫn ha. Mình sẽ ăn kèm với lại bánh mì nha. Sau khi mà mình làm xong cái hamburger gà rồi đó, thì bây giờ mình bỏ cái miếng thịt của mình lên, mình lau rửa sơ cái chảo cho nó sạch, xong rồi thì mình sẽ để miếng thịt bò mình đã ướp lên và mình áp chảo nha. Cái bò này mình có thể làm chín hoặc là tái tùy theo mình, cái sở thích của mình nha. Mình áp chảo trên lửa lớn như thế này. Đây, món ăn của mình đã hoàn tất rồi nha. Thì cái hamburger gà với lại cái bít tết của mình cũng đã xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ dọn lên mình ăn kèm với bánh mì nha, rau sống nè, và mình có một dĩa trái cây rất là ngon nha. Đây, thì bây giờ mình dọn lên và mình chuẩn bị ăn thôi. Chúc cả nhà một ngày cuối tuần thật là ngon miệng, thật là vui vẻ bên gia đình của mình nha. Và nếu như yêu thích kênh của Trúc thì hãy đăng ký, nhấn chuông, like và comment để có thể cập nhật thêm nhiều video nữa. Trúc cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà trong một cái video clip gần nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.